Thì mình có thể mình mua với giá rẻ này mình về. Và con đường Tô Hiến Thành này nó sẽ chạy dài, nó tới con đường Lê Văn Duyệt, sơ nét về hình ảnh về cư xá Lữ Gia này thôi, để dựng xem. Và cháu cũng cầu chúc dựng luôn lúc nào cũng vui khỏe. Cư xá Lữ Gia bây giờ nhà cũ thì ít, nhà lầu thì nhiều, nó thay đổi hoàn toàn so với ngày xưa. Chào anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị đó là cái ngã tư đường bây giờ, tên đường bây giờ nha anh chị ha. Vuông góc với màn hình anh chị đó, đó là con đường 3 tháng 2 và chạy suốt con đường. Theo màn hình đó là con đường Lý Thường Kiệt. Xưa kia 3 tháng 2 là Trần Quốc Toản. Con đường Lý Thường Kiệt là Nguyễn Văn Thoại. Và cái hướng này thì chúng ta sẽ về khu vực chợ lớn trên con đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại ngày xưa. Thì hôm nay thì Sunny cũng muốn xuất phát từ cái ngã tư này. Sunny sẽ mang theo con đường Nguyễn Văn Thoại về hướng Tân Bình anh chị, quận Tân Bình. Và cái hướng Nguyễn Văn Thoại này chúng ta sẽ tới ngã tư Bảy Hiền. Có thể là những cái giải thích này thì anh chị sẽ hình dung ra. Đây là con đường Nguyễn Văn Thoại, nay là Lý Thường Kiệt, để về ngã tư Bảy Hiền rồi chạy thẳng là Lăng Cha Cả. Rồi hôm nay thì Sunny sẽ mời anh chị đi lang thang con đường này, và chúng ta sẽ bắt gặp một số hình ảnh xưa cũ, đó là cư xá Lữ Gia nha anh chị ha. Lia lại một cách chậm chạp về cái ngã tư để anh chị nhìn thấy đường phố nha. Hồi nãy lia hơi nhanh, lia hơi nhanh cảm thấy như có lỗi chính với bản thân mình. Đây, hàng cây. Con đường bên kia rất là đẹp, hôm nào Sunny sẽ đi con đường đó gửi anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi mé hơn con đường này. Ở con đường này thì nó sẽ rộng ra rất là nhiều, ở giữa nó có con lương bằng sắt. Mé bên kia là cái khuôn viên của trường đua Phú Thọ năm xưa, nhưng mà bây giờ trường đua Phú Thọ là mảnh đất vàng, thì có những dự án chung cư cao cấp mọc ra. Nếu mà những hình ảnh ngày xưa đi hương lộ 14 Lũy Bắn Bích bây giờ đó, của quận Tân Phú, ở Phú Thọ Hòa này, thì mình thấy có một số bác đi chăn ngựa, tắm ngựa, cho ngựa ăn, nài ngựa đó, để thực hiện những cái cuộc đua ngay chỗ trường đua Phú Thọ này. Nhưng mà lúc đó Sunny đi học thì không có, đâu có máy quay như thế này đâu, mà cũng không đi xem, uổng quá. Bây giờ nó là câu lạc bộ bơi Phú Thọ. Đối với những building mà mé bên kia đó là con đường Lê Đại Hành, và ngày xưa nó là tên Phú Thọ, nó mặt bên kia của trường đua Phú Thọ. Giải thích sơ sơ để anh chị hiểu rõ. Và đối với con đường này cũng bán những cái vật liệu xây dựng chuyên về cửa, kệ. Và cái hướng này chúng ta sẽ đi ngang qua con đường Tô Hiến Thành và con đường Lữ Gia. Nếu mà có thời gian thì Sunny sẽ lia một tí gì đó cư xá Lữ Gia chị ha. Còn cư xá Bắc Hải thì hẹn cái clip sau.
bán cửa kéo nè, họ cung cấp cửa kéo, và bên kia nó có một cái khu mà đại tiệc cưới, nhà hàng tiệc cưới. Và nhà hàng tiệc cưới này nó cũng rất là lâu rồi anh chị, nó cũng tồn tại được mười mấy năm rồi. Bên tay phải chúng ta sẽ có một số con đường hẻm để men theo để vào cái khu chợ thuốc tây, chợ sĩ thuốc tây rất lớn, chợ thuốc tây Lý Thường Kiệt. Và Sunny sẽ đi qua mé bên công viên nha, có con đường bạch voi đi qua thì nó an toàn hơn. Sunny tin chắc là con đường này anh chị, đặc biệt các cô chú đã từng đi qua khi mà ở cư xá Bắc Hải, cư xá Lữ Gia. Sunny đợi dòng xe là sẽ qua đường. Đường xá bây giờ thì nó cũng hơi nhiều xe gắn máy, xe hơi, xe tải, vân vân và vân vân. Biết khi nào qua đường được đây. Rồi, mời anh chị qua đường. Mẹ bên đây nè. Chúng ta đi qua bên đây thì nó có một cái lề đường nó thoải mái hơn. Mé bên trái, lặp lại mé bên trái là vẫn là cái khu nhà hàng tiệc cưới, một cái khoảng sân của trường đua Phú Thọ nha anh chị ha. Và đối với con đường, những cái dãy phố mé bên phải thì trở thành những cái nơi mà cung cấp sỉ lẻ nhôm, rồi cửa kéo, rồi những cái đèn trang trí chuyên về trang trí nội thất. Trung tâm dịch vụ thể thao mà bên tay trái nha anh chị. Và chiều á, khi mà đi ra đây thì có một số anh chị đổ hàng ra để bán những cái vỏ ốp điện thoại nè, những cái tích nè, những cái giày mà nó bị lỗi đó, bán cũng rất là rẻ. Và đặc biệt nếu mà Tết, gần Tết thì nguyên dãy con đường Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt nè, nó đầy hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa hướng dương, vân vân, nhiều loại hoa lắm. Và xa thì chúng ta, người ta đổ đóng, người ta bán thanh long. Đấy, chúng ta sẽ nhìn lại. Và đâu đó thì nó sẽ hiện hữu những cái chung cư mới. Đối với ngày hôm nay anh chị, nói về những cái chung cư mới thì dịch vụ nó cũng rất là chu đáo. Tất nhiên là mình ở đó thì mình phải trả phí về gửi xe, bảo vệ, vệ sinh, nó cũng rất là an toàn. Và dù sao đi nữa, chung cư mới thì hệ thống phòng cháy chữa cháy nó automatic, tự động tốt hơn, có lực lượng bảo vệ 24/24. Sunny ở chung cư nên Sunny cảm giác rất là thích khi mà ở chung cư. Ví dụ những cái lang thang ở tỉnh và vợ con thì về ngoại chơi nên mình cảm thấy không lo lắng gì cả. Nếu mà ở nhà phố như thế này hoặc ở trong hẻm nhà phố thì thời buổi này thạch thanh thì ít, lý thông thì nhiều, mà cái chuyện mà cái khóa
khóa cửa là chỉ là đề phòng thôi, chứ mà muốn mở là mở. Vài cái chia sẻ cho anh chị về chung cư ngày hôm nay. Khi mà mua chung cư hoặc mua nhà phố, bây giờ ngân hàng họ cũng cho vay, thế là mình chứng minh thu nhập và trả dần dần cũng được. Một hình ảnh lề đường người bán khu vực bán thanh long. Thanh long để coi bao nhiêu một ký. Thanh long 3 ký 15 ngàn đó. 1 ký 5 ngàn. Bao cân ngọt. Đó, anh chị muốn mua thanh long thì cứ ra ngay chỗ con đường Lý Thường Kiệt này, Nguyễn Văn Thọ để mua thanh long. Thanh long này ở đâu vậy anh? Phan Thiết anh chị. Phan Thiết hả? Phan Thiết anh chị. Giá cả thì nó rất là rẻ anh chị. Nếu anh chị đi ngang con đường Lý Thường Kiệt này ghé ủng hộ anh trai. Anh bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Cái này bán cả ngày anh. Cả ngày luôn hả? Bán cả ngày. Rồi anh mua bay bán đắt nha. Nhìn cái hình ảnh này. Rồi thôi chúng ta lại tiếp tục đi anh chị ha. Đây là con đường mé bên hông thì dưới cái chung cư thì nó có những cái khuôn viên và hồ bơi phía trên anh chị, phía trên gần kia đó. Và ở đây là vô một cái chợ Cúc Tây bán sỉ. Ngày xưa thì Sunny thấy cái building này nó chưa có, thì ở đây khu vực nguyên một cái khu bán Cúc Tây. Chúng ta lại đi tiếp. Ở đây là bán giày, giày dép bé bi cho các bé khoảng 1-2 tuổi. Đây, cái khu vực đây hồ bơi phía trên. Bây giờ thì Sài Gòn nó rất là đổi khác. Đây là bán những cái giày mà bán son anh chị, nó bị lỗi một cái gì đó thì ra đây bán nó rẻ ràng, rẻ hơn nhiều. Giày 150 ngàn một đôi. Và ngoài ra giày đồng giá có bán những cái ba lô như thế này nè. Ba lô 70 ngàn một cái, có bảo hành, số điện thoại luôn. Ba lô đầy đủ màu sắc, 70 ngàn thì rất là rẻ. Túi sách đầy đủ loại túi sách, 70 ngàn. Ở túi sách thì mình có thể mình mua với giá rẻ này, mình về mình để một số cái phụ tùng vào đây, cái nhỏ nhỏ như thế này nè. Đến khu này thì chúng ta nhìn thấy một cái khu vực thể thao Phú Thọ. Đối với thể thao Phú Thọ, lâu lâu thì có diễn ra những cái hội chợ gì, hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao. Thì không biết có cao hay không, xin đi cũng ít tham gia lắm. Hôm nào thì để cập nhật cuộc sống thì thôi chắc cũng đành phải quay gửi anh chị. Nhìn đó, thể thao Phú Thọ. Công nhận phải nói cái trường đua Phú Thọ ngày xưa nó rộng ghê anh chị ha.
qua tuốt bên con đường Phú Thọ mấy bên kia Lê Đại Hành bây giờ, rồi con dọc con đường này nữa, vớ nón 15.000 hai đôi giày. Giày thì giá đó 150.000 đồng giá thì nó cũng rẻ. Một đô bây giờ cứ tính tròn chèm một đô đô la Mỹ là 23.300. 23.200 mấy đó, thôi cứ cho là 300 rồi anh chị tính lên. Đối với con đường này về cái cơ sở hạ tầng đường xá thì nó cũng rộng rãi hơn, và con đường này mình thấy nhà cửa thì nó mới hết anh chị, nó không có cái gì gọi là cũ cả, quên như nhảy nhà lầu. Chắc có thể là người cũ họ bán hoặc là cho thuê hết rồi anh chị. Bây giờ mà ở Sài Gòn mà có mặt tiền này là cho thuê là giá đô nhiều cái mà đô cho thuê cả chục ngàn đô một tháng đó, với những cái mặt tiền cao như thế này. Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. Nhớ cái nhà thi đấu này xây dựng để tổ chức SEA Games 23 của những nước Đông Nam Á. Xin đi nhớ điều đó. SEA Games 23. Nên cái công trình này đăng Việt Nam đăng cai, nên cái công trình trường đua Phú Thọ này nó xây dựng cũng từ đó anh chị, cũng rất là lâu rồi. Không biết là nãy giờ anh chị có anh chị ở cư xá Lự Gia thì anh chị có nhận ra một cái gì quen thuộc đối với con đường này hay không? Theo Sunny nghĩ thì đối với Sunny thì đi qua đi lại nhiều lần trên con đường này, chưa bao giờ quay mà đi qua đi lại, Sunny cảm thấy nó bình thường. Nhưng mà đối với anh chị khi xa Sài Gòn, khi định cư ở nước ngoài thì mình sẽ thấy một điều rất là khác biệt rất là nhiều. Ở đây là cái trạm xe bus. Xe bus thì nó có một cái app anh chị. Khi mình nhìn xe bus thì mình đâu có thấy cái chữ là đi tuyến nào. Nhưng mà nó có con số. Và cái app nó thể hiện số mấy mình đi đâu. Nó định vị cho mình chỗ mình đứng luôn mà. Và muốn đi tới đâu thì chúng ta chọn cái điểm tới. Sunny có chia sẻ một cái cách đi khi mà trải nghiệm xe bus từ Chợ Lớn ra bến Bạch Đằng đó, thì anh chị đau cái app đó về đi nó dễ lắm, nó gợi ý cho ta đi xe bus số mấy, đi bộ bao nhiêu trăm mét là tới cái địa điểm mình muốn. Phía trước mặt chúng ta đó là con đường Tô Hiến Thành, và con đường Tô Hiến Thành này nó sẽ chạy dài, nó tới con đường Lê Văn Duyệt, cách mạng tháng 8 anh chị, chợ Hòa Hưng đó. Và đây là con đường Lự Gia. Sunny sẽ thêm một cái đoạn nữa men theo con đường Nguyễn Văn Thoại này để đi vào cư xá Lự Gia nha anh chị ha, để cho cô chú, đặc biệt các cô chú ngày xưa thì ở khu vực này, để hình dung cư xá Lự Gia ngày hôm nay như thế nào. Trước mặt anh chị đó là con đường Tô Hiến Thành, mé bên kia là cái trường Đại học Bách Khoa. Hồi xưa học đi học cọp đó,
tốt nghiệp 12 lên đây cũng thi vào trường phát thanh truyền hình đậu rồi, và thêm thích đi học để vô đây học trò, đi chung với ông anh thế là học trò trong đây. Rồi, đi lên đường lề cho nó dễ dàng. Nhưng cái tiện về cư xá lữ gia này, một cách rất là tình cờ, đó là một cái duyên. Lúc mà Sunny quay chợ Rạch Cát thì có nói ông anh chèo bà con cô cậu tên Thụy đó, thì vô tình thì cô với dượng của anh thì có xem cái clip mà Sunny lang thang trong chợ Rạch Cát Bến Mễ Cốc, và nhân tiện cái cư xá lữ gia này thì cháu cũng gửi tới dượng vài hình ảnh sơ nét về hình ảnh về cư xá lữ gia này thôi để dượng xem, và cháu cũng cầu chúc dượng luôn lúc nào cũng vui khỏe và tràn đầy sức khỏe là hạnh phúc rồi. Và một điều thú vị nữa, dượng là họ Đoàn, con cũng là họ Đoàn, hạnh phúc lắm. Và trước mặt của dượng, trước mặt của anh chị và các bạn, đó là trường Đại học Bách Khoa, cái khuôn viên rất lớn. Đây. Mời cô dượng, anh chị và các bạn, chúng ta sẽ xâm nhập vào cư xá lữ gia. Tất nhiên nó không được trọn vẹn mấy, nhưng mà đó là tấm lòng của Sunny gửi tới cô dượng và anh chị và các bạn. Bây giờ mình vô đường số 2, đối diện với trường Đại học Bách Khoa đây nè. Bây giờ nó trở thành một cái phân viện nhỏ thôi, ngày xưa nó rộng lắm. Rồi mình sẽ đi men vào đây. Cư xá lữ gia bây giờ nhà cũ thì ít, nhà lầu thì nhiều, nó thay đổi hoàn toàn so với ngày xưa. Và đây có một cái công viên rất là mát. Đó, cái khối nhà cũ kìa. Đó, một trệt một lầu. Tất nhiên là những cái pano quảng cáo nó che hết rồi. Và có một số nhà thì người ta cũng bán trụ mới, thế là trụ mới họ cất nhà lầu mọc lên. Và góc này có một căn nhà, nhà ngói, thì hy vọng rằng cái đây là một điểm nhấn. À, nhà ngói này chắc cũng mới rồi. Đi thẳng ra kia là cư xá Lữ Gia, y con đường Lữ Gia men theo bên hông của trường đua Phú Thọ. Không biết quay như thế nào thì cháu chỉ biết là đi vào con đường số 2 đối diện với Đại học Bách Khoa, và cứ đi thẳng thôi. Coi cái khu nào mà có nhà cũ đó, đi vào. Các cô chú, nếu mà dựa vào cái clip trên con đường chính như thế này, tới giây thứ mấy thì cô chú cứ nói là cứ tới giây thứ mấy, phút thứ mấy, sinh viên quẹo trái là cái khu phố của cô chú, thì cháu sẽ quay gợi cho cô chú xem.
cho nó chi tiết hơn. Cái này giống như là mình đi đi để coi cái trục lộ chính thôi, cư xá Lữ Gia ngày hôm nay thôi, chứ bây giờ mà xác định thì cũng hơi khó. Đi cập nhật con đường này nó cũng rộng ra là nhiều, hai bên thì biệt thự nhà lầu mọc ra. Xa xa thì cái cụm chung cư ngay chỗ trường đua Phú Thọ. Cô chú anh chị thấy không, cư xá Lữ Gia ngày hôm nay thì nó hoàn toàn nó khác xưa rất là nhiều, nó không giống. Nãy giờ cái con đường mặt tiền thì không có nhìn ra cái nhà cũ, nhà mới không. Con nói lén nói gì không? Này anh em mà ở ông nói. Đây là nhà mới không nè. Hôm nào sẽ đi vòng vòng trong cái khu vực. Một điều rất là hay, quy hoạch một cách rất là tổng thể, nó giống như là một cái bàn cờ. Và cuộc sống thì ở đây thì rất là thanh bình. Khi mà vào đây thì mình cảm thấy tránh xa tiếng ồn, khói bụi, nhẹ nhàng hơn nhiều. Thích. Đây. Đó. Ngày hôm nay thì cái biệt thự mọc lên ngay góc phố và chúng ta sẽ đi thẳng để tới một con đường, không biết con đường nào, thì đối với cuối đường đó thì xin y cũng xin tạm stop cái clip này. Một lần nữa thì cháu gợi ý thì cháu đi như thế này, cô chú nghi vấn là con đường nào, khúc thứ mấy thì cô chú comment và cháu sẽ quay lại để quay chi tiết về cư xá Lữ Gia này gửi cô chú. Hy vọng đây là căn nhà ngày xưa ở đây. Đó, một trệt một lầu thôi. Ngay chỗ Hồng Đào. Và nó có những cái khối kiến trúc ngày xưa nó đồng nhất cư xá mà. Sunny rất là vui thực hiện gửi các cô chú, các anh chị và các bạn về cư xá Lữ Gia. Một con đường Nguyễn Văn Thoại từ Trần Quốc Toản đi vào về hướng cư xá Lữ Gia, một phần nào đó nho nhỏ về cư xá Lữ Gia gửi anh chị và các bạn. Wow, cái hướng này đi luôn tuồng, video đã dài rồi, 27 phút rồi, Sunny cũng muốn stop cái clip này ở đây. Ở đây thì có cái ngôi trường học Lữ Gia cũng mới thôi, mới xây, và chúng ta sẽ nhìn một cái tổng quan nhất về cư xá Lữ Gia, cái góc phố ngày hôm nay. Thôi bye bye anh chị và các bạn, hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những cái clip lang thang tiếp theo. Và đặc biệt cháu cũng kính chúc cô Dường luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, và Dường lúc nào cũng khỏe. Dường khỏe rồi, Dường giữ gìn sức khỏe. Dường về đây chơi với con là vui rồi. Và con đường này thì con đường số 2, con đường này số 52 thì không biết như thế nào. Rồi, một lần nữa kính chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Để ủng hộ kênh, để anh chị nhớ like, share, subscribe, giới thiệu với mọi người là có một cái kênh Sunny Đòn lang thang như thế này, để cái kênh càng ngày càng phát triển. Đó là một cái nguồn khích lệ động viên Sunny làm tiếp tục những cái clip lang thang tiếp theo. Rồi, bye bye anh chị và các bạn, hẹn gặp lại. Bye bye.